Cái thớt đấy sao vậy lấy nhỉ sao nè rốt lạnh mẹ là rốt lạnh thì em có nên untuk kecap putus banyak. Kau nak kacau kroy aku? Kamera ni tuan. Tunggu jauh tu lagi. Nah. Hello. Thank you.
tao biết khuôn đó. Cho nhớ đọc bài ai thớt vi á. Bài châu bạch.